Thưa sư cho con hỏi, trên cõi ta bà này có người tốt người xấu, mà la người xấu tham sân si. Nhưng con nghĩ ai trên đời này cũng muốn mình, cái gì vậy? Mình la hả? Mình la hay mình là? Ai cũng muốn mình là người tốt, à chắc vậy. Không ai muốn mình là người xấu hết. Vậy tại sao tính cách xấu? Sao trời Phật không cho người đó tốt hết vậy sư? Nếu tốt hết thì Phật đã ưu phiền cho chúng ta rồi, tại sao ạ? Bởi vì á, chính bản thân chúng ta là người tự quyết định mình tốt hay xấu, chứ không có ông trời hay ông Phật nào cho mình cái đó hết. Nhớ giùm sư, sự kiên nhẫn nè, sự khôn khéo nè, sự thương người nè, sự bi mẫn nè, là tự mình rèn luyện chứ không ai cho mình hết trơn á. Rồi sự dũng cảm nè, sự tinh tế nè, sự biết nghĩ nè, cũng là tự mình rèn luyện chứ không ai cho hết trơn á. Rồi sự nhẫn tâm nè, sự ác độc nè, sự tham đắm nè, sự nhìn lỗi người nè, cũng là tự mình làm chứ không ai làm hết trơn á. Cho nên á, cái tính cách của mình như thế nào là tự bản thân mình nắng lên, tự mình làm. Do đó Đức Thế Tôn mới nói á, tự mình làm trong sạch, tự mình làm nhiễm ô, sạch không sạch do mình, không ai trong sạch ai. Tức là toàn bộ các tính cách đều là do mình thôi. Thành ra đó, nếu như quý vị muốn là người tốt, không muốn là người xấu, thì hãy thực hành những đức tính tốt và từ bỏ những đức tính xấu. Chứ không có chuyện mình quỳ, mình lạy trời, lạy Phật, khấn đầu, khấn đuôi đó, khấn thiên, khấn địa, mà tự nhiên cái có một cái đấng nào đó cho mình dũng cảm nè, cho mình từ bi, cho mình trí tuệ, thì sự kiện đó không bao giờ xảy ra, mà toàn bộ đều là do mình.